Chào các bạn, hiện giờ vẫn còn rất nhiều bạn mơ hồ về vấn đề đăng nhập tài khoản, dẫn đến những trường hợp rất là đáng tiếc, đó là mất ạc. Rất là nhiều bạn làm theo video của mình đã lấy lại được ạc rồi, nhưng có một số bạn thì vẫn phản hồi, đó là anh ơi, em vẫn không làm được ạ. Hay là mình đọc được những comment, mình cũng cảm thấy đáng tiếc hơn, đó là mất nick rồi. Thì thực sự mình hiểu cảm giác của các bạn khi mà không làm gì, không hack, không chat hay là không dùng mod, nhưng mà lại bị mất ạc, tâm huyết đã cày 1-2 năm trời để có được một đội hình ưng ý. Rồi, vậy thì hôm nay mình sẽ nêu ra những lý do khiến các bạn bị mất ạc. Thì các bạn hãy xem để có thể hiểu được những lý do này, để có thể bảo quản cái ạc của mình một cách cẩn thận hơn và sẽ không bị mất ạc một cách đáng tiếc nữa các bạn nhé. Lý do đầu tiên mà khiến các bạn bị mất ạc một cách đáng tiếc đó là cái nút reset. Thì các bạn bấm vào đó thì nhà phát hành sẽ hiểu rằng là các bạn đồng ý bỏ cái ạc đấy đi, thì các bạn sẽ không thể lấy lại được ạc các bạn nhá. Nên là các bạn lưu ý không nên reset, bấm vào cái nút đó các bạn nhá. Rồi, và trường hợp thứ hai là trường hợp rất là hại não trong bản DLSS2, đó là sing out. Khi mà các bạn đang có một ạc, các bạn đăng nhập xong mà các bạn muốn chuyển qua ạc khác, thường thì chúng ta sẽ bấm sing out. Đó, chúng ta sẽ sing out như thế. Nhưng mà ở bản này chúng ta sing out ra thì chúng ta chỉ gỡ liên kết cái Facebook với cái ạc đó thôi, chứ không thoát được hoàn toàn các bạn nhé. Nên là rất là nhiều bạn nhầm lẫn vấn đề này. Khi sinh ra xong các bạn lại đi ra Facebook để đăng nhập cái ạc phụ chẳng hạn, sau các bạn lại quay vào đăng nhập, thì nó không có tác dụng gì các bạn ạ. Và rất có thể sẽ bị mất ạc ở trường hợp như thế này các bạn nhé. Nên là các bạn lúc nào cũng phải lưu ý cho mình, đó là phải connected, tức là các bạn phải kết nối Facebook với ạc, chứ các bạn không được sinh ra nhé. Đó, và khi nó hiện connected như thế này thì tài khoản mới được liên kết và được bảo quản không bị mất ạc các bạn nhé. Và trường hợp thứ ba là trường hợp khiến các bạn mất ạc trắng luôn các bạn nhá, không thể lấy lại được ạc. Giống như cái bạn ở đầu clip mình có nói là có làm theo video mình hướng dẫn lấy lại ạc cũng không làm được ấy các bạn. Thì đó là trường hợp các bạn vào và bấm sing out. Và khi mà các bạn sing out xong như thế này thì các bạn lại xóa game và tải lại. Ví dụ ở trong máy bạn đang có 2 hay là 3 cái ạc mà chưa liên kết tài khoản, vẫn đang nằm trong máy, thì nó sẽ bị xóa hết. Đó, thì các bạn phải lưu ý kỹ cho mình, đó là khi các bạn sing out thì các bạn tuyệt đối không được xóa game và tải lại. Đó là lý do mà các bạn bị mất ạc vĩnh viễn không thể lấy lại được. Mình hiện tại cũng đã bị mất 2 cái ạc vì những lý do này, bởi vì mình là người đầu tiên mình test những cái trường hợp như thế này, nên là cũng không tránh khỏi những thiếu sót và bị mất ạc một cách rất đáng tiếc, để có thể chia sẻ được cho các bạn, để các bạn có thể bảo quản cái ạc của mình tốt hơn. Và trường hợp thứ tư là trường hợp cũng rất nhiều bạn gặp phải mà hiện mình vẫn chưa có thuốc giải các bạn nhé. Mình vẫn chưa tìm ra được một kẽ hở nào để có thể khắc phục cái lỗi này. Đó là trường hợp đăng nhập vào quá nhiều thiết bị. Khi mà các bạn đăng nhập vào quá nhiều thiết bị thì các bạn sẽ không thể vào game được nhá. Đây các bạn có thể xem, thì hiện tại mình chỉ đăng nhập duy nhất đó là iPhone và có dấu tích màu xanh ấy các bạn. Thì ở đây nó còn hiện thêm cả hai dòng chữ rất là dài ở phía bên trên. Mình không hiểu cái này là hai thiết bị nào luôn. Cái này có thể là nó mã hóa từ bản DLSS21 và nó chưa thoát ra được, nên là nó vẫn hiện ở đây. Vậy nên là các bạn, những cái ký tự dài lòng ngoằng này thì các bạn xóa đi các bạn nhá. Các bạn bấm dấu X đi là được, để tránh trường hợp bị đăng nhập vào quá nhiều thiết bị trong khi các bạn chỉ đăng nhập có 1-2 cái. Đó là lý do vì sao mà các bạn gặp phải trường hợp đấy. Có trường hợp là ạc chính của các bạn vẫn đang còn nằm ở trong máy, nhưng khi các bạn làm theo video hướng dẫn lấy lại ạc của mình thì vẫn không ra. Thì có thể là rơi vào trường hợp như thế này các bạn nhé. Mình sẽ chuyển cái ạc này qua cái máy phụ, và ở máy phụ mình sẽ đá cái ạc này đi. Rồi, đá xong thì nó sẽ hiện reset, thì mình sẽ nhấn reset luôn. Đó, và lúc này nó sẽ hiện lên một cái ạc. Thì không biết cái ạc này có phải là ạc các bạn cần tìm không. Nếu như là ạc cần tìm rồi thì chúng ta chỉ cần liên kết Facebook vào là được. Và nếu như cái ạc này không phải cái ạc mà các bạn cần tìm, thì các bạn tiếp tục làm như vừa nãy, lần thứ hai, lần thứ ba cho mình. Đó là chuyển cái ạc này qua cái máy phụ, và ở máy phụ đá cái ạc này ra để xem nó sẽ ra cái ạc gì các bạn nhá. Bởi vì rất có thể trong máy của các bạn đang lưu từ 2 cho đến 3 cái ạc khác nhau, nên các bạn phải thử xem như thế nào các bạn nhá. Và một vấn đề mà cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc, đó là khi mà các bạn chỉ có một cái máy nhưng mà lại có 2 cái ạc, thì làm sao để có thể thoát cái ạc này ra và đăng nhập cái ạc kia vào để chơi. Thì cách này mình thấy nó khá là củ chuối các bạn ạ. Mình cũng khuyên là các bạn không nên làm theo cách này các bạn nhá. Bởi vì cũng rất là dễ bị mất ạc khi mà chúng ta sơ suất một chút thôi là có thể mất ạc như chơi à. Ví dụ như là cái tài khoản này của mình đang đăng nhập trên máy này. Đó, và hiện đang có 164.000 vàng.
thì các bạn tuyệt đối không được sync out các bạn nhá. Các bạn phải để connected như thế này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa game. Xóa ứng dụng. Rồi. Và chúng ta tiếp tục lại vào tải lại DLS22. Rồi, và sau khi tải xong, chúng ta bấm mở. Và lúc này, tất cả những acc trắng, những acc chưa liên kết ở trong máy sẽ bị xóa hết các bạn nhé. Và bây giờ sẽ vào lại từ đầu và chọn lại tuổi và lập lại đội. Đó, đó là lý do vì sao mà các bạn phải liên kết Facebook. Còn các bạn mà không liên kết mà các bạn xóa game thì rất là tiếc, các bạn đã bị mất acc. Nên là các bạn phải lưu ý cho mình nhé. Nên là mình cũng không khuyến khích các bạn làm cách này. Cách xóa game này chỉ cần sơ suất một chút thôi là chúng ta sẽ mất acc luôn. Và sau khi lập đội hình khi mới vào game xong thì chúng ta sẽ đi ra để sync out cái Facebook acc lúc nãy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái acc phụ vào. Mình lấy cái phê Nguyễn Nam này đi. Rồi, và bây giờ chúng ta vào game để bấm sync in thôi. Chúng ta sẽ vào cài đặt và bấm connected. Thì bây giờ nó đang đăng nhập vào cái Facebook Nguyễn Nam. Đó. Thì đây là cái đội hình của Facebook Nguyễn Nam có 5.000 vàng. Đó thì đó là cách để chúng ta có thể chuyển acc này sang acc khác để chơi khi mà chỉ có một máy. Nhưng mình khuyến khích các bạn là cũng không nên dùng cách này nhá. Tốt nhất là chúng ta vẫn phải có hai máy để có thể bảo quản cái acc của mình một cách tốt nhất. Rồi, thì đó là những lý do vì sao mà các bạn bị mất acc một cách rất là đáng tiếc. Thì các bạn hãy xem thật kỹ để có thể tránh được những lý do này các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu ủng hộ mình bấm đăng ký kênh, tham gia group mình đang để ở dưới phần mô tả của video này. Và có câu hỏi nào cần mình giải đáp và hướng dẫn thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Chào tất cả các bạn. Bye bye.